đang ở phố đi bộ Tiểm Môn Bắc Kinh. Dạo này có một tin vui cho người tiêu dùng Bắc Kinh. Chính phủ và các công ty nền tảng cung cấp dịch vụ ăn uống cùng tài trợ 100 triệu nhân dân tệ, đưa ra consumption vouchers có thể sử dụng trong các nhà hàng hoặc gọi món tận nhà. Hôm nay đã cùng bàn đến nhà hàng xứ mại truyền thống Đô Nhất Sử Tuy Trụ. Thương hiệu này có từ thời Cản Long, nhà Thanh. Trong quá trình phát triển trăm năm qua, Đô Nhất Sử đã hình thành kỹ thuật làm xứ mại tinh tế. Đồ uống này là nước ô mai nấm chua, là một đồ uống giải nhiệt truyền thống của Trung Quốc. Nhìn gốc này chắc là làm bằng bột nấm chua. Ngoài xíu mại ra, chúng mình còn gọi những món ăn vặt. Đây là bánh cuốn, lúi đá cuộn, một món tráng miệng mà từ khi Thái Hậu rất thích ăn. Lúi đá cuộn là món ăn vặt đặc sắc Bắc Kinh. Bên ngoài phủ bột đồ này, bên trong là gạo nếp với nhân đồ đỏ. Đây là món xíu mại, san xiên và bình đạn. Kỹ thuật làm bò xíu mại ở đây rất điêu luyện. Mỗi chiếc vỏ xíu mại đều có 24 nếp gấp, vỏ mỏng, nhân tươi, nước trong nhân cực ngon. Đoán mong các bạn đều có dịp ăn thử một lần xíu mại truyền thống Bắc Kinh, mình thấy ngon hơn xíu mại Việt Nam. Đây là chả quần trắng, tiếng Việt có thể gọi là bánh bột rán. Món ăn vặt này làm bằng bột mì. Hồi Bắc Kinh vẫn được gọi là Bắc Bình. Cuộc sống rất khó khăn, người dân thường làm bánh bột rồi rán để ăn có mùi thơm béo ngậy. Ăn bánh bột rán thường phải chấm tương tỏi. Bánh bột rán ngon miệng phải giòn bên ngoài và mềm bên trong. Nơi này nổi tiếng với xíu mại. Nói thật, bánh bột rán này không ngon đâu, hơi cứng. Sau khi sử dụng voucher, bữa này mất 146 tệ, thật là tiết kiệm. Vlog hôm nay tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!